Di động thông minh cung cấp những sản phẩm smartphone giá tốt nhất, bảo hành lên đến là 24 tháng, hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng. Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong video đến từ channel của Đi Review và mình là Đọt. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin phép liệt kê ra top 3 những cái tin tức hot nhất vào thời điểm hiện tại. Và cụ thể hơn thì 3 tin tức này đều là những cái tin mà liên quan đến việc dò dỉ những hình ảnh của những sản phẩm công nghệ mới. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên đấy là lộ ảnh Huawei MediaPad M7 hay còn gọi là Huawei MatePad Pro. Có vẻ như là cái mâu thuẫn Mỹ Trung dạo này vẫn chưa thực sự làm cho chúng ta cảm thấy là nó chua chua mặn mặn, có cái để mà hóng. Thế thì mở đầu tin sẽ liên quan đến cái vụ của hai ông có cái sổ đỏ lớn top đầu thế giới này. Rằng thì là có lẽ để chứng minh là mình xứng đáng là đối thủ nặng đô nhất và để hù cho Apple họ sợ. Thì mới đây đã có một sản phẩm mới của nhà Huawei là một chiếc máy tính bảng đã mới bị lộ hình ảnh. Mới đây thì kênh 91 Mobile đã đăng lên một bộ ảnh chiếc máy tính bảng mới mang thương hiệu của Huawei. Và họ cũng đã đưa ra những dự đoán là tên của sản phẩm này sẽ là Huawei MediaPad M7 hoặc là MatePad Pro. Nhìn sơ qua thì ta có thể thấy được máy sẽ có một cái màn hình gần như là full view hoàn toàn và sẽ chỉ để một cái vị trí nốt ruồi đặt ở vị trí là camera trước. Và phần mặt sau của máy thì chúng ta cũng sẽ chỉ thấy vị trí của một cụm camera chứ không thấy cảm biến vân tay ở đâu cả. Có lẽ nó sẽ được trang bị cái công nghệ vân tay trong màn hình. Và một số điểm đáng lưu ý nữa là bên cạnh máy chúng ta sẽ thấy một chiếc bút M Pen cùng với lại một bộ vỏ đi kèm kiêm luôn cả bàn phím để thuận tiện cho việc chúng ta nhập liệu. Và nhìn qua chúng ta có thể thấy được là cái bộ vỏ đi kèm cả bàn phím cũng như là cái bút M Pen này hợp sức với cả cái máy tính bảng như kiểu là một sự cạnh tranh và với ý đồ là để đánh bài iPad của Apple. Và về thông số cấu hình thì theo những gì được tiết lộ thì họ dự đoán rằng máy có thể sẽ có 8GB RAM và trang bị con chip Kirin 990 cùng với lại 256GB ROM. Thứ hai đấy là dò dỉ về chiếc Xiaomi Mi Note 10 sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 11. Mới đây thì Xiaomi đã xác nhận trên Twitter của họ rằng là họ đang phát triển chiếc Xiaomi Mi Note 10 với điểm nhấn là 5 camera, trong đó cảm biến chính lên tới 108 hào hán lưng sơn và 108 megapixel và có khả năng zoom lên đến 50x. Lần lượt thì chúng ta sẽ có một camera tele là 5 megapixel, một camera góc siêu rộng là 20 megapixel, chúng ta sẽ có camera xóa phông 12 megapixel và một camera macro là 2 megapixel nữa. Thử hỏi xem nó còn thiếu cái gì nữa không nào. Và được biết là nếu như số lượng ở trên là đúng thì chiếc Mi Note 10 sẽ là chiếc smartphone thứ hai trên vũ trụ có sở hữu cụm 5 camera sau. Trước đấy là cựu vương đang phục chức là chiếc Nokia 9 Pro View. Và về phần cấu hình thì có tin đồn là chiếc Mi Note 10 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 Plus mạnh nhất thiên hạ Android lúc bây giờ. Và tất cả thì chúng ta đều chưa có bằng chứng xác thực và chỉ khi nào sờ tận tay, sai tận nơi thì chúng ta có thể biết được. Và dự kiến là máy sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 11, tức là khoảng hơn 10 ngày nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Tin thứ ba cũng là tin cuối cùng, đó là hình ảnh dò dỉ chiếc Motorola Raptor 2019, tức là cái dao cạo đã có một màn comeback. Như các bạn đã biết là huyền thoại làng vlog Việt là JV Evermind, anh ấy đã comeback ấn tượng với một cái pha xóa sạch hết cả video tuổi thơ của anh em và chỉ để tập phim mới nhất của anh ấy. Thì làng di động của chúng ta cũng đã sắp sửa thấy một màn comeback của một huyền thoại lưỡi dao cạo là Motorola Raptor. Dòng Raptor của Motorola nổi tiếng với hai thứ đặc trưng đấy là máy gập và độ siêu mỏng. Độ mỏng của các cụ ấy tới giờ có lẽ là các cháu vẫn chưa thể so bì được. Thế nên là các cụ mới được dân chơi thời đó đặt cho cái nickname khá là kêu và nổi bật đấy là dao cạo. Và năm 2019 này thì chiếc Motorola Raptor sẽ được trang bị một cái màn hình cảm ứng và vẫn sẽ có hai cái đặc điểm của các cụ truyền lại, đó là dạng máy gập và siêu mỏng. Và khi nhắc đến máy gập rồi lại còn màn hình cảm ứng nữa thì chắc hẳn chúng ta đã đoán được rồi đúng không nào? Nó sẽ là một thiết bị có màn hình có thể gập, sử dụng cái màn hình công nghệ gập tương tự như là chiếc Galaxy Fold, chỉ khác một chút đấy là máy thì sẽ gập theo chiều dọc mà thôi. Và nhìn tổng thể thì có thể nói là đại loại nó giống như một thanh kiếm vậy. Bề ngoài thì như là đúc từ một khuôn da, nhưng những hoa văn chạm trổ bên trong thì lại khác hoàn toàn. Thì chiếc Motorola Raptor phiên bản 2019 này về tính chất y chang như vậy. So với lại phiên bản cũ đời trước thì hình dáng nó cũng như là đúc từ một khuôn ra vậy. Chỉ khác là phiên bản đời cũ thì có một màn hình hiển thị bên trên và bộ bàn phím ở bên dưới. Còn phiên bản mới của chúng ta thì cả trên và dưới đều sẽ là màn hình cảm ứng. Về tổng kết lại thì chiếc Motorola Raptor 2019 này vừa có hình dáng hoài niệm, giản dị và độc đáo, nhưng lại mang trong mình một cái công nghệ hiện đại tân thời của bây giờ. Và hẳn nó sẽ là một cơn gió mới lạ tới thị trường smartphone vốn đang bị bão hòa lâu nay. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong video tổng hợp những dò dỉ thông tin về những thiết bị công nghệ sắp tới sẽ được ra mắt. Và hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn hóng thiết bị nào hơn? Chiếc Motorola Raptor phiên bản 2019 bạn thấy thế nào? Nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe. Nhớ tay thì ấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Ciao. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.